Không. Chính đàn đà. Nào. Ui giời. Ừ, háng của bà có dạng được ra không? Được. Bà là đến từ đâu đây ạ? Kim Bôi Hòa Bình ạ. À. Kim Bôi Hòa Bình. Vâng, kính thưa quý vị, thì do số lượng bệnh nhân thì đến với Phúc Lâm Bảo Đường thì ngày một tăng lên rất là nhiều. Có những hôm 20 đến 30 xe ô tô cứ xếp hàng dài như thế này thì là nó sẽ gây cản trở giao thông rất là nhiều. Thế cho nên là Đạt vừa mới mua được cái mảnh đất đằng trước cửa Phúc Lâm Bảo Đường này luôn quý vị ạ. Cái chỗ này thì Đạt sẽ quy hoạch lại là vừa là chỗ đỗ xe này, và Đạt sẽ xây thêm nhà ở dành cho bệnh nhân quý vị nhé. Bởi vì là cái lượng bệnh nhân về với Phúc Lâm Bảo Đường thì càng ngày càng đông quý vị ạ. Và có thể là chỗ này thì Đạt sẽ xây lên mấy cái phòng VIP ấy, để cho những vị bệnh nhân nào mà muốn vừa đi coi như là vừa đi du lịch vừa đi chữa bệnh. Đấy. Thì đây đất nó đến đây cơ. Đấy. 34 mét mặt đường. Đấy. Đấy, nhìn từ dưới này nhìn lên này, quý vị có thể nhìn thấy view của Phúc Lâm Bảo Đường luôn. Đấy. Đây này. Quý vị nhìn nha. Đấy. Nói chung là phải có phúc lắm thì Đạt mới mua được cái mảnh đất này đấy quý vị ạ. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt đến rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì Đạt vừa mới đến Phúc Lâm Bảo Đường thì là có nhận được một thông tin của một vị bệnh nhân chuẩn bị đang đợi xe để quay trở về sau quá trình điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường. Thì bà có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là bà tên là gì và bà đến từ đâu không ạ? Tôi tên là Nguyễn Thị Nga. Năm nay tôi 78 tuổi. Từ Hải Dương. Vâng ạ. Tôi đến từ Hải Dương. Vâng. Thế thì trước khi đến đây thì bà gặp cái tình trạng gì về sức khỏe đấy ạ? Trước khi tôi đến đây thì lưng tôi nó buốt lắm. Buốt mà nó tê xuống hai mông xong xuống chân. Là coi như là nếu như đứng nấu cơm thì ôi rồi xong bữa cơm thì chết vật. Vâng. Đau lắm, đau không tưởng được. Thế thì tôi qua cái mạng xem là Đạt đến rồi. Vâng. Thì tôi thấy rất là tin tưởng. Vâng. Cho nên là tôi quyết tâm tôi đi. Vâng. Tôi rủ nhiều người đấy gì nhưng mà người ta cứ độc bảo lừa mới, người ta bảo là gì thôi thì đấy, bảo thôi thế thì chúng mày không đi thì tao quyết tâm tao đi một mình. Vâng. Đấy. Thế là tôi đi. Đi vâng. Đến đây thì là tôi thấy qua đến đây là chữa thì vào đấy gặp là bác sĩ. Và buổi sáng, sáng thì tôi đến nơi. Thì là tôi nghỉ ngơi xong đến chiều là tôi vào tôi điều trị. Thì tôi thấy rằng là mới một buổi chiều xong cái là bác sĩ bảo tôi là bị lệch cái khớp ở chỗ cặp quần đấy, chỗ đằng sau đấy, chỗ là vào được đốt sống, đốt đốt sống. Thế là bác sĩ lắn bóp xong một lúc thì bác sĩ đẩy mạnh cái thì nghe đến cộc một cái. Mà. Thì tôi cũng nghe thấy, lúc thế là xong đến qua một đấy thì tôi thấy dễ chịu lắm. Vâng. Rồi xoa bóp vai, rất nói chung là bác sĩ rất là nhiệt tình làm. Vâng. Vâng, giúp tôi thế. Thế thì tối tôi về tôi làm, tôi đêm tôi mới làm thì để xem như lúc đầu mình có ở nhà không. Vâng. Thế làm ở nhà thì tôi thấy là làm ở nhà đêm mà dở mình một cái thì con tôi cũng phải kêu. Là sao mẹ cứ dở mình, mẹ cứ rên, mẹ kêu bảo tao đau lắm tao không chịu được. Vâng. Thế nhưng cái hôm mà bác sĩ làm cho tôi buổi chiều xong đến tối đêm tôi làm tôi theo dõi thì không có thấy đau nữa. Vâng. Không thấy buốt nữa. Vâng. Thế đến hôm sau nữa thì tiếp tục tôi cứ làm điều trị đấy. Thế vâng. Là xong đến thì là tôi thấy hôm nay là qua quá trình mấy ngày thì tôi thấy là bây giờ là nó ổn định rồi. Vâng. Không có đau nữa mà từ vai gáy cho đến nhất là cái chỗ thắt lưng tôi xuống cho đến chân. Vâng. Là không tê dại, đi cầu thang vô tư không phải víu nữa. Vâng. Vâng, thì tôi thấy là rất là thích. Vâng. Vâng. Thế thì trước đấy là bà đã bị đau lâu chưa? Đau thì cũng đau lâu rồi thế nhưng mà khoảng bao nhiêu năm rồi bà? Nếu mà đau xương khớp các thứ thì tôi đau phải vài năm rồi. Vâng. Không biết là phải 3-4 năm nay rồi. 3-4 thế này. Nhưng riêng cái chỗ thắt lưng này thì vâng. Tôi mới bị từ năm ngoái thôi. Vâng. Mới bị năm ngoái là bắt đầu là nó đau thế thôi. Xong bắt đầu đi là chân tay là nó vâng. Nó tê từ đây xuống bút từ chỗ thắt lưng cho đến xuống chân là không thể đi được. Mà đi cứ phải dê dê, đau lắm. Vâng. Đấy lúc tôi vào đây tôi phải bố cái cầu thang tôi bám lên tôi đi lên trên đấy chứ. Dạ vâng. Tôi đi lên mà tôi cứ không chịu nổi nữa. Vâng. Vâng. Thế thì trước đấy là bà còn đã đi điều trị ở đâu chưa ạ? Tôi sang người ta đồn ở bên Bắc Giang, người ta có cái nhà thuốc gì đấy là vâng. thuốc Bắc. Vâng. Thì sang đấy là người ta mình có nằm ở đấy thì người ta sắc cho mình uống. Vâng. Thế rồi là xong thế tôi nằm ở đấy mất được 10 ngày nhưng mà nó chả có cái ổn định gì xong tôi thôi thì cắt thuốc về nhà. Vâng. Thế cắt thuốc về nhà uống thì cũng không ăn thua. Vâng. Rồi hết thầy thuốc lại khỏi lại vâng. Đau.
Thế tôi thích người ta trên quảng cáo trên TV là cái viên khớp. Vâng. Thế là tôi cũng lại uống cái viên khớp. Tôi uống như thế là 6 tháng liền. Vâng. Mỗi tháng 3 hộp. Vâng. Thế mà thì tổng là hết bao tiền? Hết 18 hộp, mất 1 triệu, chưa đầy 1,8 triệu, bởi vì là cứ 95.000 một hộp. Vâng. Thế tôi uống xong thì cũng thấy nó có khả quan, bảo nghĩ à thế này khỏi rồi đây. Thế nhưng sau khoảng độ dăm bữa nửa tháng cái nó như là như ta gọi hết hơi thuốc ấy. Vâng. Bắt đầu lại đau, đau lắm. Thế tôi lại cuối cùng tôi chán, tôi bỏ, tôi không uống nữa. Vâng. Thế đến bây giờ thì là tôi nghe được cái quả đạt đến rồi, tôi theo dõi lắm, tôi xem lắm. À. Từ lúc ấy thế các thứ thì là tôi quyết tâm tôi đi lên đây. Vâng. Thế đến đây thì qua mấy ngày tôi điều trị ở đây tôi thấy là từ bác sĩ cho đến tất cả mọi người nhiệt tình lắm. Từ đến châm bên trang châm cứu. Cái này anh vâng. Thế thì bà cũng có chia sẻ thêm với cháu ấy là trước khi đi đến đây là đáng nghĩa là có 5 người đi đúng không bà? Vâng. Vâng. Thế là đáng nghĩa là rủ rồi. Rủ rồi bỏ thế đến chiều tối là mới đi bảo chúng nó bảo là thế có đi không để sáng mai đặt xe. Vâng. Gọi xe nó bảo là thôi bà cứ đi cháu thong thả nó chở thế thôi. Vâng. Thế xong tôi biết cười tôi bảo à chúng mày để tao đi như thế là đi thí nghiệm với chúng mày cái gì. Vâng. Được rồi chúng mày không đi tao quyết tâm một mình tao cũng đi. Vâng. Thế là con nhà tôi nó bảo là thôi thế thì mẹ cứ đi người ta bảo là thôi thì mình bị có bệnh thì vái tứ xứ vương thì mẹ cứ đi thử xem. Thế thằng con trai tôi thì nó cũng bị chân này ở đầu tiên là nó đi chụp nó bảo là gai đôi ở đây. Thế xong nó đi tiêm đi chọc ở đâu thì về thì thấy khỏi được một thời gian, đến bây giờ nó lại không đau đây, giờ lại chạy gan bàn chân. Nó đau đây xong lên đây sung húp lên. Đáng lẽ nó đi hai mẹ con cùng đi đấy. Thế nhưng mà vợ nó bị mới mổ cho nên là nó không đi được, nó phải ở nhà. Thế nhưng tôi bảo thế rồi tao đi nếu mà lên như nào thì tao sẽ lấy xong lần sau mới đi. Vâng. Cháu thấy có bà có cái mũ rất là đẹp nhá. A Di Đà Phật đấy, thế là bà cũng là theo Phật đấy ạ. Vâng, Phật. Đây, A Di Đà Phật chỗ nào? A Di Đà Phật. Vâng. Đấy. Tuyệt vời. Vâng. Vâng. Thế thì cháu chúc mừng bà đã cải thiện sức khỏe như mong muốn tại Trung tâm Bảo Đường. Vâng. Thì chúc bà ra về là giữ gìn sức khỏe bà nhé. Vâng. Để cố gắng là tránh những cái vận động nặng nó ảnh hưởng để mà nó sẽ bị lệch lại và nó sẽ bị tái lại bà nhé. Vâng. Đấy thì là đấy, như nhiều quý vị khán giả cũng thắc mắc là liệu rằng là sau khi điều trị thì nó có dễ tái lại hay không, thì cái đấy là do là khi mà mình về thì mình phải hạn chế những vận động nặng để tại vì là cái khớp cái đốt sống của mình nó bị lệch thời gian dài rồi. Vâng. Thì là nó đã bị thành nếp rồi. Vâng. Đấy, mình hiểu nôm na như vậy thì khi mà nắn lại rồi ấy thì là nó cái nếp cũ nó rất dễ là bị lệch lại. Đấy thì cho nên là bà hết sức cẩn thận trong những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Đấy thì sau khoảng độ bà duy trì được khoảng thời gian khoảng độ 3 tháng thôi. Thì là khi mà khớp xương của mình nó ổn định rồi thì là nó rất khó bị tái lại, bà yên tâm. Đấy. Thế nhưng giờ chẳng nghĩ theo ví dụ như là thế như mình ví dụ như ta nói đấy giả chứ hết hơi thuốc liệu nó có đau không, giả cũng giữ gì đấy nhưng mà hết hơi thuốc nó có đau nữa không? Không, không đấy, không đau nữa. Vâng. Vâng. Thì cái bản chất là cái đốt sống của mình nó lệch ra thì các thầy nó chèn ép dây thần kinh. Vâng. Thì nó gây tê buốt xuống hai chân. Đúng rồi. Thì khi mà các thầy nắn lại rồi thì nó không chèn ép nữa thì bây giờ mình uống thuốc để cho nó hồi phục cái dây thần kinh bị tổn thương. Đấy thì sau quá trình mà mình ổn định như thế rồi thì nó sẽ không bị tái lại nữa. Vâng. Trừ khi mà mình vận động mà nó bị trái miếng ấy thì nó rất dễ bị lệch lại. Đấy nhưng mà bà cứ cố gắng duy trì đến 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng là để làm sao để cái khi mà nắn vào rồi thì nó sẽ giữ nguyên cái nếp đấy. Thì nó không bị lệch lại nữa. Vâng. Đấy nhá. Vâng. Đấy cái bản chất của bệnh xương khớp thì nó là như vậy đấy. Vâng. Tại vì là dọc cái đốt sống ấy nó rất là nhiều dây thần kinh. Mà cứ lệch đốt nào thì nó lại ảnh hưởng đến cái ví dụ như đốt C7 này mà bị lệch là nó sẽ gây tê xuống hai tay. Đấy. Thì nắn lại nó hết thôi. Kể cả tiên đình cũng thế. Tiên đình thì là cái đốt C1 này. Vâng. Cái đốt C1 thì là khi mà chụp mà X quang ấy thì là không thể nhìn thấy đốt C1 được. Cho nên là không thể chẩn đoán được có bị lệch hay không. Vâng. Nhưng mà đến đây các thầy sờ tay vào biết thế là đẩy cái thì hết tiền đình ngay cũng được. Đấy. Vâng. Đấy cái bản chất của bệnh xương khớp ở đây điều trị nó là như vậy. Vâng. Thế thì cô vừa rồi chúng ta về thì cũng cảm ơn và chào bác sĩ rồi. Vâng. Thế hôm nay thì tiện đây gặp may thì sao lại gặp lại cháu đây. Vâng. Thế thì bà cũng cảm ơn gia đình cháu. Vâng. Thế cảm ơn Duyên như thế là bà cũng nói chuyện là bà là cựu chiến binh. Thế thì Duyên có hỗ trợ cho bà được một chút. Đấy, gọi là một gọi tuy rằng nó không ấy đâu nhưng mà nó cũng là tình cảm. Vâng. Đấy thì nói chung là cháu thì cháu luôn luôn là
biết ơn những người có công với cách mạng. Đấy, đặc biệt là những người mà thương binh liệt sĩ rồi thì có công với cách mạng ấy, thì là đến đây là luôn luôn là sẽ được hỗ trợ. Đấy, thì tiện đây thì Đạt cũng nói qua một chút thì cái vấn đề mà ví dụ con liệt sĩ chẳng hạn, thì nếu như mà là con liệt sĩ ấy thì sẽ được giảm 30%. Nhưng nếu như vừa con liệt sĩ mà lại vừa có sổ nghèo thì Đạt sẽ miễn phí 100%. Đấy, miễn phí hoàn toàn, kể cả ăn uống, điều trị, thuốc thang. Đấy. Và nếu như mà có một trong hai điều kiện trên, là một là có sổ hộ nghèo này, thì cũng được giảm là 30%. Đấy. Và thế bà mà có gặp ai mà con của liệt sĩ hoặc là có sổ hộ nghèo gì đấy thì bà cứ giới thiệu lên đây, cháu sẽ hỗ trợ hết mình. Đấy, bà nhé. Bà thì ở nhà thì bà cũng chở mình thôi. Công an thì ở riêng, thế nó ấy, thế nhưng mà cũng bình hộ nghèo, nhưng mà bà không nhận. Thật sự đấy, bà thôi giờ còn sức khỏe mình cứ tiếc thôi cũng làm. Thế nhưng mà bà là có cống hiến một thời gian là trước thời gian xuống Mỹ. Đấy là bà được là cựu chiến binh. Được cái là bà cựu chiến binh. Đấy, bà xem trong hội cựu chiến binh của bà ai mà bị thì bà cứ giới thiệu lên đây, cháu hỗ trợ cho. Bà nhé. Đấy, A Di Đà Phật. Vâng, cảm ơn cháu nhé. Ông chính là ui rồi. Háng của bà có dạng được ra không? Được. Bà là đến từ đâu đây ạ? Kim Bôi Hòa Bình ạ. À, Kim Bôi Hòa Bình. Úi giời ơi. Đấy, quý vị thấy Đạt khỏe không? Vợ cháu trên bàn mổ mà lúc vợ cháu nó sinh là gần 70 cân mà cháu còn bế từ tầng 1 lên tầng 2 được. Bỏ giày ra. Đây, bà ngồi đây nhá. Rồi. À, ông xuống mấy lần đấy rồi. À, ông là chồng của bà? Không ạ, ông đi cậu. À, chị, cậu. Vâng. Ông là người dân tộc gì đấy ạ? Người Dao đấy. À, người Dao. Ở Việt đấy nhiều rồi, với bà Thánh xuống đây ăn cơm cả đây năm kia. À đấy ạ. Năm kia. Chú là hay chuyên môn điện đấy. Vâng. Mà điện còn gặp cháu duyên vợ. Vâng. Còn không gặp chú. À, thế là chú có mỗi một lần thôi. Thế là chú là qua hẹn là đem. Thế là ông là chồng của bà đấy ạ? Chồng không đi, đây có hai đứa con lên đấy. À, anh chị. Đây là con nhà bà đây à? Đây, cậu. Thế nên bà bị làm sao đấy? Tai biến trong tên đấy. À, tai biến à? Vâng, hơn 3 tháng rồi. À, tai biến hơn 3 tháng. Tiêm giờ lại đi được cặp kênh đấy mà còn cái tay không nhóc được. À. Còn nguyên tay được thế này thôi. Vâng. Xem trên mạng thì thấy cháu nhiều cái bài chữa cho vâng. Thấy chữa giỏi lắm, thế là nhiều người được. Em ơi, lấy số cho bà nhá. Cũng hơi mệt rồi. Lâu lắm rồi cháu không mê bác nặng. Nhìn thấy là nhớ được. Nhìn trên ảnh thấy nhiều mà chưa được gặp. Vâng. Cách đây 3 năm thì hôm ấy xuống là chị Thanh đâm xuống là đi vào hết đây. Vâng. Cái kim cao được quá vì đấy. À thế ạ. Vâng. Thì hôm nọ đem các bà xuống đây lại đây chị gái lại vào đây lấy thuốc về dùng. Bà nhà chú là đêm nào nó cũng phải xem tầm 20 phút số của cháu. Vâng. Thế là chú đến đây rồi đúng không ạ? Vâng, chú đến nhiều rồi. Có nghe là có người nhà điều trị ở đây rồi ạ? Và chưa có, chỉ có biết cháu là chữa các bệnh này. Vâng. Khớp xương rồi tai biến rồi đấy, biết được. Vâng. Xong rồi đem chị gái xuống hôm nọ lấy thuốc, lấy 2-3 lọ cao về dùng đấy. Thế thì có thấy hiệu quả không ạ? Cũng có hiệu quả. Vâng. Cũng có hiệu quả. Mà dùng thế thì lại được tiệt ngay thì mà quá dễ. Đúng rồi. Cái thuốc nam này thì là nó phải cần có thời gian. Nó phải cầu kỳ. Vâng. Dùng thế lại tiệt ngay thì quá dễ. Vâng. Chú điện cho nhưng mà gặp cháu gái. Nó bảo là chú là hay bị đau lưng nhưng mà hôm cháu gái bảo thấy đi chụp chụp chiếu xong đem phim lên xem. À, chú cũng bị á? Vâng. Thế mà lúc đau lưng thôi, bây giờ nó lại khỏi rồi. À, khỏi đây nó nhớ khỏi hơn tuần rồi. Nhưng mà nó khoảng tầm
6 7 tháng nó lại đau lại. Thế chú có tiêm không hay là không, chỉ có uống thuốc lá cây. À. Nhưng mà nó chỉ đỡ được khoảng 4 5 ngày là nó rồi khỏi. Thế thì chú ở đây tí nữa cháu sẽ bảo các thầy xem qua cái đốt sống của chú. Để xem là nó có bị lệch du di gì không. Có phim vừa đi chụp được cách tuần. À phim của chú á? Vâng. Đó cho cháu xem nào. Cháu xem cháu kiểm tra luôn. Quân y thì nó bảo thái hóa. Vâng. À đây là chụp X quang nhỉ? Chụp ở CT thì nó sẽ có ấy hơn. Chụp X quang. Vâng. Xương của chú vẫn tốt lắm chú ạ. Xương bảo là cái đốt sống của chú ấy, cái đường cong sinh lý vẫn rất là tốt nhá. Thì nó chỉ chèn ép một tí thôi, để lát nữa cháu bảo các thầy nắn lại cho chú cái là ok ngay mà, có gì đâu. Nhưng mà cháu xem cái kết quả. Cái này siêu âm này là của bà, nhà. À, đây là của bà ạ? Không, cái này của ông. À, của ông đúng không? Vâng. Cái này của bà là nó bị ấy sỏi, xem tầm sỏi này thì đâu. Còn ra được không hay là phải mổ? Thôi là mày mới có phim có cùng kết quả. Hôm nay siêu âm. Đấy, nhưng mà phim kèm theo. Không là phim siêu âm á, phim tụng mì bài. Mười một phẩy sáu nhân 13.1 mili này sỏi. Cái này thì uống thuốc phải thời gian dài thì nó sẽ bào mòn hết sỏi, nó sẽ đẩy ra theo đường nước tiểu. Đấy thì lát nữa thì vào khám thì các thầy sẽ chỉ định cho. Thì như này là nếu mà tầm này thì uống trong khoảng độ tầm 2 tháng nó sẽ đẩy hết ra, nó đã đi tiểu ra cặn luôn ấy. Đấy, nó sẽ bào mòn sỏi. Mới đầu mình uống vào là nó sẽ đau ấy, tại vì là nó lúc đấy là cái quá trình nó bào mòn cái sỏi đi. Đấy, thì là sau đó là mình sẽ đi tiểu dần dần ra hết. Vâng, kính thưa quý vị, thì do số lượng bệnh nhân thì đến với Phúc Lâm Bảo Đường thì ngày một tăng lên rất là nhiều. Có những hôm 20 đến 30 xe ô tô cứ xếp hàng dài như thế này thì là nó sẽ gây cản trở giao thông rất là nhiều. Thế cho nên là Đạt vừa mới mua được cái mảnh đất đằng trước cửa Phúc Lâm Bảo Đường này luôn quý vị ạ. Đấy, chỗ này thì là chiều dài mặt đường này là 34m. Đấy, tính từ cái cột điện này. Từ cái cột điện này này. Đấy, đến sang tít tận bên này cơ. Đây. À, cái chỗ này thì Đạt sẽ quy hoạch lại là vừa là chỗ đỗ xe này và Đạt sẽ xây thêm nhà ở dành cho bệnh nhân quý vị nhé. Bởi vì là cái lượng bệnh nhân về với Phúc Lâm Bảo Đường thì càng ngày càng đông quý vị ạ. Và có thể là chỗ này thì Đạt sẽ xây lên mấy cái phòng VIP ấy, để cho những vị bệnh nhân nào mà muốn vừa đi coi như là vừa đi du lịch vừa đi chữa bệnh. Đấy. Thì đây đất nó đến đây cơ. Đấy. 34m mặt đường. Đấy. Thế còn ở dưới này này. Dưới này dưới hủm này thì vẫn còn rất là nhiều đất, thì Đạt sẽ cho xây kè đá. Xây kè đá và tôn nó lên bằng với mặt đường này. Đấy. À, thì khi đó thì chúng ta sẽ có một cái view rất là đẹp. Đấy, toàn bộ những chỗ này là đất của Đạt nhá. Vừa mới mua được hôm qua quý vị ạ. Đấy, thì là cái mảnh này thì là nó đối diện trực tiếp với Phúc Lâm Bảo Đường luôn. Đấy, ở đây và thẳng lên là Phúc Lâm Bảo Đường. Đấy, nó theo cái mép đất này. Đấy, và Đạt sẽ cho xây kè đá ở khu vực này và sẽ xây cao lên. Đấy, làm sao để cho cái chỗ này, kể cả những cái chỗ hủm này là sau là đất nó sẽ cao bằng mặt đường, để mình có thể là tận dụng tối đa cái diện tích đất của mình. Đấy. Thì từ ngoài mặt đường vào đây thì chiều sâu nó cũng hơi hạn chế một chút, thì nó chỉ khoảng độ hơn 30m thôi. Nhưng mà như thế là mình cũng đủ cái diện tích để mà mình vừa là chỗ bãi đỗ xe này và vừa là xây thêm nhà cho bệnh nhân ở này. Và
còn có thể là mở thêm cả cái quán ăn sáng để những bệnh nhân nào mà muốn ăn uống thêm, bổ sung thêm dinh dưỡng thì chúng ta có thể là xuống quán ăn sáng sẽ có đầy đủ hơn, nó sẽ tiện. Và như quý vị có thể thấy là đối diện với Phúc Lâm Bảo Đường thì là đi xuống một cái thì là ở trước mặt luôn, thì nó rất là tiện lợi quý vị ạ. Nói chung là Đạt cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà mua được cái mảnh đất này. Đấy, thì nó là cái duyên quý vị ạ. Chứ để mà mua được mảnh đất mà lại vừa đối diện với Phúc Lâm Bảo Đường mà lại vừa đẹp như thế này, mà lại cái mặt đường nó rộng như thế này thì cũng rất là khó quý vị nhá. Phải đủ duyên thì mới mua được đấy quý vị ạ. Thì đấy là một cái tin, cái thông tin mà rất là vui, rất là vui đối với Đạt, bởi vì là Đạt cũng đã mơ ước cái mảnh này lâu lắm rồi. Và thứ hai nữa, nó có một cái căn nhà ở đây thì là Đạt cũng sẽ phải tháo dỡ bỏ đi. Tại vì là từ trước đến nay cũng rất là nhiều vị bệnh nhân đến đây và cũng có góp ý với Đạt là đằng trước này có một cái căn nhà mục nát như thế này ấy, thì là nó ảnh hưởng đến cái yếu tố phong thủy của Phúc Lâm Bảo Đường ở trên kia. Đấy, thì đấy là một cái Đạt rất là đau đáu bấy lâu nay. Nhưng mà thưa quý vị, là từ nay trở đi thì là cái căn nhà này đã thuộc quyền sở hữu của Đạt rồi, và Đạt có thể phá nó bất cứ lúc nào. Đấy, và nói chung là chúng ta sẽ có một cái bãi đỗ xe rất là rộng rãi và không ảnh hưởng đến hành lang giao thông quý vị ạ. Thì kính thưa quý vị, thì đi thẳng vào trong này ấy, thì là có mấy trăm mét thôi thì chúng ta sẽ đến với khu du lịch Ao Vua. Đấy, nói chung là ở đây thì đất ở đây thì làm Đạt, theo Đạt thấy thì nó là một cái địa thế rất là đẹp. Đấy, vừa địa hình nó cao thoáng và không khí rất là trong lành. Đấy, đây quý vị nhìn thấy không, một cái view rất là đẹp luôn. Đấy, có thể là Đạt sẽ dựng một vài cái phòng VIP ở đây để cho những vị bệnh nhân nào mà muốn về đây vừa là chữa bệnh, vừa là để coi như là thư giãn, du lịch. Đấy, quý vị có thể nhìn cái view cánh đồng đẹp không? Đấy, đằng trước kia là vườn quốc gia Ba Vì. Tuyệt vời luôn quý vị ạ. Đấy, đấy là một cái niềm vui rất lớn của vợ chồng Đạt cũng như là gia đình. Đấy, nhìn từ dưới này nhìn lên này, quý vị có thể nhìn thấy view của Phúc Lâm Bảo Đường luôn. Đấy, đây này, quý vị nhìn nha. Đấy, nói chung là phải có phúc lắm thì Đạt mới mua được cái mảnh đất này đấy quý vị ạ. Đấy, đây quý vị có thể nhìn thấy tượng đây. Đấy, và một cái hạng mục nữa thì Đạt muốn chỉnh sửa trong Phúc Lâm Bảo Đường. Đây, hôm nay sẽ cho quý vị xem. Đó là cái lối đi lên, lối đi lên Phúc Lâm Bảo Đường. Thì Đạt sẽ thay đổi cái lối đi lên để làm sao mà tất cả bệnh nhân cũng như là tất cả mọi người khi mà đến Phúc Lâm Bảo Đường thì chúng ta sẽ... Hello! Yeah. Ê, chào quý vị khán giả này. Dạ, con xin chào quý vị khán giả trên kênh Đạt đến rồi ạ. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc ạ. Bây giờ đi đâu đây? Em đi đón Trâm. Đón Trâm đi học về à? Vâng ạ. Ok, đi. Vâng ạ, chào đấy, quý vị khán giả. Quý vị ơi, ở trên kênh thì vâng ạ, ngoan lắm, ở ngoài thì... đây, Đạt sẽ mở cái lối đi lên Phúc Lâm Bảo Đường là theo cái lối này quý vị ạ. Quý vị có thấy hợp lý không? Và sẽ đóng hai cái lối này, đóng lại. Khi mà đi như thế thì là tất cả những ai mà đi vào Phúc Lâm Bảo Đường thì là đều phải đi qua tượng của cụ Hải Thượng Lan Ông và đều phải thắp nhang cho cụ. Đấy, thật ra thì về cái yếu tố tâm linh thì mình cứ có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà quý vị. Thì đấy cũng là một trong những cái mà Đạt được rất là nhiều bệnh nhân góp ý với Đạt, thì Đạt cũng thấy là hợp lý nên là mình mới muốn là thực hiện nó. Thì quý vị hãy sang đây để xem cái view, cái view của cái lối đi nhá, rất là đẹp mà Đạt cũng mới phát hiện ra được quý vị ạ. Đây, đây cái view này, theo cái lối đi đấy thì chúng ta sẽ có được một cái view rất là đẹp và có thể là có một cái tầm nhìn bao quát ở Phúc Lâm Bảo Đường. Đấy, cái lối vào là đi thế này nhá. Đây, đứng từ cái vị trí này. Đấy, từ vị trí này thì khi mà đi vào ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy, đấy, thứ nhất là cái nhà cổ là nó sẽ đối diện ở kia.
Đấy, một vòng một cái là mình nhìn lên một phát. Đấy, lên trên toàn cảnh ở trên này. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, thì quý vị nào mà có đóng góp ý kiến gì để mà xây dựng Phúc Lâm Bảo Đường thì quý vị hãy bình luận ở phía bên dưới giúp cho Đạt, để Đạt tiếp nhận được những ý kiến đóng góp đó và có thể là giúp cho Phúc Lâm Bảo Đường thì ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn quý vị nhé. Thì nói chung là điều trị thì nó rất là hiệu quả rồi, chính quý vị cũng đã nhìn thấy đấy. Thế còn về cái chất lượng dịch vụ thì Đạt luôn luôn là không ngừng cải thiện để mà làm sao để cho những bệnh nhân về đến đây điều trị phải được thoải mái nhất. Thứ nhất là thoải mái về cái tư tưởng và thoải mái về tất cả mọi thứ sinh hoạt thì bệnh thì nó mới mau khỏi được. Chứ còn ví dụ như mà bệnh nhân nào mà đến Phúc Lâm Bảo Đường mà điều trị mà lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy bực bội thì Đạt nghĩ rằng những bệnh nhân đó thì sẽ rất là lâu để mà hồi phục quý vị ạ. Tại vì là đấy, Đạt cũng đã từng nói rồi đấy, bệnh từ tâm mà ra. Đấy, khi mà cái tâm của mình nó không yên rồi ấy, không được tĩnh lại rồi ấy, thì là cái bệnh của mình nó sẽ rất khó để mà phục hồi quý vị nhá. Thì bản chất là cái cơ thể con người mà nó cũng là có cái chức năng là tự phục hồi mà, đúng không? Ví dụ như đơn giản như chúng ta đứt tay chẳng hạn thì cơ thể của chúng ta sẽ có cái cơ chế là sẽ làm liền cái vết sẹo đó. Đấy, thì nên là tất cả các bệnh thì nó đều có cái khả năng phục hồi tự nhiên của nó. Ít hay nhiều thôi, tùy cái tình trạng bệnh thôi, nhưng mà nó cũng góp phần rất là nhiều. Thì cái tâm của mình nó tĩnh lặng ấy, nó thoải mái ấy, thì là cái hiệu quả điều trị nó sẽ được cao hơn. Đấy, để cho nên là những bệnh nhân nào mà chuẩn bị đến Phúc Lâm Bảo Đường để điều trị thì chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật tốt và đặt niềm tin hoàn toàn vào Phúc Lâm Bảo Đường. Thì như thế thì Đạt nghĩ là sẽ nhanh hết bệnh thôi. Đấy, thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi từ đầu đến giờ. Và bây giờ thì chắc là Đạt xin được phép tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị ạ.